Rất vui được đón chào ngày mới cùng quý vị và các bạn trong bản tin thời tiết 6 giờ sáng nay, ngày 8 tháng 4. Thưa quý vị, vùng hội tụ gió trên cao liên tiếp hoạt động mạnh trong những ngày qua đã gây ra mưa rào và dông trên hầu khắp các tỉnh miền Bắc. Mưa thường xuất hiện vào thời điểm chiều tối, đêm và sáng sớm, với lượng mưa hầu hết đều đạt ở mức là từ 10 cho tới 20mm. Cá biệt, tại một số điểm đã có mưa to cục bộ với lượng mưa lên tới là 50 cho tới 60mm. Từ chiều tối qua, thì vùng hội tụ gió có hướng di chuyển ra phía đông và suy yếu dần. Do đó mà mưa dông tại Bắc Bộ cũng đã giảm dần. Tuy nhiên, thì ở Trung Du và vùng núi như là Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên và cả Bắc Giang, thì mưa rào và dông vẫn còn xuất hiện vào lúc sáng sớm nay. Còn ở vùng ven biển và đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, thì sáng nay một vài nơi đã có mưa nhỏ lất phất, trời còn hơi se lạnh với mức nhiệt chỉ khoảng là 23 độ. Tới khoảng trưa chiều thì trời giảm mây nhanh chóng, nắng nhẹ cũng xuất hiện, nền nhiệt thì có tăng nhưng mà vẫn ở mức mát mẻ và chỉ dao động trong khoảng là từ 26 cho tới 29 độ. Và đến tối đêm thì nhiệt độ cũng ở mức vừa phải là từ 19 cho tới 22 độ. Trong khi đó, ở phía Tây Bắc Bộ thì vùng thấp nóng nhen nhóm phát triển khiến cho nền nhiệt độ tăng khá nhanh. Vào khoảng trưa chiều thì nhiệt độ cao nhất sẽ đạt tới mức là từ 27 cho tới 30 độ. Riêng khu miền núi Tây Bắc bao gồm có các tỉnh Điện Biên, Lai Châu và Sơn La thì mức nhiệt còn có thể đạt được là từ 31 cho tới 33 độ, trời khá là nóng. Xuôi xuống với khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, do không khí lạnh đã suy yếu, vùng hội tụ gió lại không đủ sức ảnh hưởng sâu xuống khu vực này. Nên là đến đêm hôm qua thì mưa chỉ xuất hiện ở vài nơi. Và trong đêm nay thì mưa nhỏ cũng vẫn còn có khả năng sẽ tiếp tục tái diễn. Do vùng áp thấp nóng phía Tây chưa mở rộng tới khu vực này nên là nhiệt độ ngày hôm nay sẽ không tăng quá cao. Ở các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ thì nhiệt độ trưa nay phổ biến ở mức là từ 26 cho tới 29 độ. Còn ở khu vực Trung Trung Bộ thì mức nhiệt dao động trong khoảng là 30 cho tới 32 độ. Riêng một số huyện vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ thì có mức nhiệt lên tới là 31 cho tới 33 độ. Trong khi đó thì thời tiết tại các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ khá là ổn định. Trời tiếp tục không mưa, nhiệt độ trưa nay thì vẫn duy trì ở mức là từ 30 cho tới 33 độ, trời không quá oi nóng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì tiếp tục chịu tác động của trường phân kỳ trên cao, nên là thời tiết thì ít thay đổi. Trong chiều tối nay thì vùng cao Tây Nguyên vẫn còn có khả năng là xảy ra mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông thì cần phải đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Ban ngày thì trời có nắng nên nhiệt ít thay đổi và dao động trong khoảng là từ 30 cho tới 33 độ. Khu vực Nam Bộ hiện đang bước vào giai đoạn chuyển mùa, thời kỳ cuối mùa khô và chuẩn bị bước vào mùa mưa. Tuy nhiên thì những cơn mưa vẫn chỉ xuất hiện lác đác ở một vài nơi. Ngày nắng nhiều và nền nhiệt thì vẫn còn khá cao, mức nhiệt dao động trong khoảng là từ 32 cho tới ngưỡng là 35 độ. Chuyển sang những thông tin về thời tiết biển, ngày hôm nay thì ngoại trừ khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông thì còn có mưa rào và dông. Các vùng biển khác thì đều ít mây, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km, sóng biển thì chỉ dao động ở mức đó là dưới 1,5 m. Thời tiết rất thuận lợi cho các hoạt động hàng hải của bà con ngư dân. Cụ thể, tại quần đảo Hoàng Sa thì đêm không mưa và ngày nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam mạnh ở mức là cấp 3, cấp 4, nhiệt độ ở trong khoảng là từ 25 cho tới ngưỡng là 31 độ. Còn tại quần đảo Trường Sa thì trời cũng ít mây, không mưa và tầm nhìn xa là trên 10 km, gió đông bắc ở mức là cấp 4, nhiệt độ trong khoảng là từ 26 cho tới 32 độ. Khép lại bản tin thời tiết sáng nay là phần chi tiết nhiệt độ tại các tỉnh thành trên cả nước. Chúc quý vị và các bạn có một ngày tốt lành. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo. Thank you.